chuyển dữ liệu từ thiết bị Android sang Galaxy bằng ứng dụng Smart Switch qua cáp USB. Mở ứng dụng Smart Switch. Chọn tiếp tục và chọn cho phép. Trên máy cũ, tải và mở ứng dụng Smart Switch. Chọn gửi và chọn cáp USB. Trên máy mới, chọn nhận. Chọn Galaxy Android và chọn cáp USB. Kết nối hai thiết bị qua cáp USB. Chọn cho phép trên máy cũ. Trên máy mới, chọn các dữ liệu cần truyền và chọn tiếp theo. Chờ cho quá trình truyền dữ liệu hoàn tất.